Công an thành phố Hà Nội cho biết, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, công an huyện Hoài Đức đã phối hợp với đội quản lý thị trường số 24 kiểm tra, phát hiện hàng trăm máy tạo oxy không rõ nguồn gốc đang chuẩn bị phân phối ra thị trường. Khi tiến hành kiểm tra bất ngờ hai chiếc xe tải mang biển kiểm soát 29H09416 do Nguyễn Khắc Toàn, sinh năm 1993, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ điều khiển và một xe mang biển kiểm soát 88C03273 do Nguyễn Ngọc Nam, sinh năm 1985, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định là lái xe lực lượng chức năng phát hiện 199 thiết bị y tế là máy thở. Tại thời điểm kiểm tra, cả hai lái xe đều chưa xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của số thiết bị y tế này. Đồng thời, hai lái xe khai nhận chỉ trở thuê và cũng không biết hàng hóa trên xe là hàng gì. Tổng giá trị số thiết bị y tế này ước tính trên 2 tỷ đồng. Điều đáng nói, hai chiếc xe tải đều có giấy lưu hành luồng xanh. Đây được coi là thủ đoạn khá tinh vi của các đối tượng kinh doanh hàng hóa nhập lậu khi lợi dụng xe vận tải đang được ưu tiên. Theo đại diện công an huyện Hoài Đức, số hàng hóa này qua kiểm tra không có nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng. Quan trọng hơn là thiết bị không có đăng ký tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Y tế và cũng không được cấp phép lưu hành. Nếu thiết bị được đưa vào thị trường sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng, gây hậu quả khó lường trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp như hiện nay. Hiện đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy công an huyện Hoài Đức và đội quản lý thị trường số 24 đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và tiến hành làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.